Rồi, xin chào tất cả các chú bác nha, anh chị em bạn bè gần xa. Chào tất cả các bạn cùng đam mê câu cá ba miền. Thì hôm nay là ngày 8 tháng 2 năm 2022 thì cũng nhằm mùng 8 Tết. Thì em cũng xin phép lên lại một cái video bao gồm là 32 cái mã cần nha, vừa cần và máy, 32 mã. Nói thì sau thời gian Tết thì giờ cũng năm mới rồi, em làm video đầu tiên thì lời nói em có xin chúc là tất cả các quý khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng ha, sức khỏe dồi dào, tấn tài tấn lộc ha. Rồi, cũng như thường lệ thôi. Thì đối với máy câu á, nói chung là bay dịp đầu năm nha, anh em cũng xin phép được bao ship tất cả đơn hàng luôn. Đó, giờ anh em mua tất cả đơn hàng cũng được bao ship, đó là cái phần ưu đãi của em. Nhân dịp đầu năm ha, cũng như một phần lì xì cho anh em lấy lọc đầu năm thôi, bao ship hết. Đó, về cái phần vận chuyển á, thì tất cả đơn hàng của em cần câu máy câu cũng vậy ha, đều đóng gói cẩn thận, máy câu thì đóng trong thùng gạch tông và cần câu á, thì sẽ bỏ ống nước, mút xốp chim cẩn thận anh em đàng hoàng hết, nhận hàng kiểm tra thanh toán trả tiền giúp giùm em. Đó thì năm mới anh em mua hàng vui lòng cọc giúp giùm em 50.000 ha. Nói chung năm mới cái gì cũng vậy, đầu xuôi đuôi lọt cái gì cũng hết ha. Thì năm mới anh em nào mua hàng thì chốt đơn thì vui lòng cọc giúp em 50.000. Đó và 50.000 nó sẽ trừ trực tiếp vào tài khoản tiền gốc của mình ha, không mất cái đâu hết. Thì anh em mua hàng lưu ý giúp em. Còn về việc chốt đơn hàng á, thì anh em mình chốt đơn vui lòng thì chốt qua số điện thoại hoặc Zalo của em là 0919192035 ha. Em chỉ chốt đơn qua Zalo thôi. Đó, không chốt đơn trên bình luận YouTube hoặc là chỗ khác ha, cứ điện thoại trực tiếp cho em hoặc nhắn tin. Đó rồi ok mình chốt đơn, em ship hàng cho anh em mình luôn. Đó đây hàng ship thu điện. Anh em có dự trù khoảng 5 đến 7 ngày có đấy hơn nha. Tùy theo cái mức độ hàng mình ở vùng sâu vùng xa hoặc như thế nào. Em ở trong Bạc Liêu miền Nam, em ship ra thì anh em cứ lượng dần ha. Đó rồi em xin phép lên hàng như thế này đây. Con máy đầu tiên em gửi đến quý anh em mình đây là một con máy Shimano Arinos 4000. Con hàng Shimano nha, Shimano Arinos size 4000. Con máy này dùng đời cao ha. Em sẽ quay ngoại hình trước, anh em có xe xác nè. Con này thì hàng Malaysia anh em, sản xuất tại Malaysia và xuất cho thị trường Nhật nha. Hàng Shimano chính hãng Arinos 4000. Con này thích hợp cho anh em quấn ISO, quấn Lure đâu ha, đặc biệt là Recolock hoặc Lure gần đâu đó. Con máy hoạt động hoàn hảo, không lỗi lầm gì hết. Cái thông số cước đây, cước số 3 vô 200m, cước số 4 vô 150m. Nè, đó, mô bin sóng. Đổi tay trái phải được hết ha, con máy hoạt động ngon lành. Máy chưa lắc luôn. Con máy rất đầm nha nè, cầm máy lên câu rất đầm, rất là chắc chắn. Rồi con này mã số 1 nha, mã số 1 bán quý anh em mình giá 1 triệu. Máy mã số 1. Rồi tiếp theo lên anh em mình một con máy là tay thắng nha, dành cho anh em mình chuyên câu ISO nè, ISO bạo lực nè. Tay thắng nha, con này Shimano size 8000 luôn nha nè, Shimano BBX nè, size 8000. Thân này có xe xác như thế này, chất lượng này khỏi bàn ha. Đây là một cũng dòng máy cao cấp của Shimano á, nhưng mà con này đời cũ đời sau rồi nè, BBX nè, Technum size 8000, mất in ra băng luôn nha, con này hàng nội đi Nhật đấy. Đó, dành cho anh em mình câu tay thắng nha. Con này mua pin chết nha nè, nói chung xài tay thắng thì đa số là mua pin chết thôi, một số dòng máy đặc biệt của hãng Daiwa nó mới có mua pin sống nha, còn Shimano 100% mua pin chết hết. Chuyên dùng máy tay thắng, mua pin chết nhưng mà khi mình xài chế độ tay thắng rồi nó đâu còn chết nữa đâu. Nên đặt chế độ ha, hai chiều nè, nó anh quay dây là nó không thắng nha, nhưng mà khi con cá lôi nè, quay ngược đây nè, thắng dính này ha. Đó anh em xài tay thắng lên như thế này. Đó, xài 8000 dành cho anh quýnh bạo lực nha anh em. Đó, khi anh em trả chế độ câu bình thường nhạc lại đây, đó nó phá cước. Đó, anh em câu bình thường là như thế này, thắng anh sẽ không còn tác dụng nữa. Con này size 8000 nha nè, ngoại hình có xây sát nhiều, mua dòng máy cao cấp á, nhưng mà xài hao quá, máy teo tua hết trơn nè. Chất lượng nhông cốt bên trong còn nguyên xì bóc nha, cấp chất lượng. Em thấy không, còn hợp kim nó nhìn sáng bóng mình không, hàng cao cấp nó nhìn khác lắm. Con này size 8000 nha. Rồi, con này mã số 2 bán quý anh em mình giá 800.000 à, giá có 800 rồi nha, giá rất rẻ. Rồi tiếp theo lên cho anh em mình một con máy Shimano to chà bá đuôi chuột nha, Shimano Carbon Matic bản special, bản đặc biệt nha. Con này size 7000, nó để 7000 nó sẽ thật nó phải tầm 9000 10000 vậy đó ha.
SCB sổ máy còn mới quá trời mới luôn ta. Dòng super carbon tích này, full carbon xài ba bạc đạn này. Đó, cấu carbon, thân carbon luôn ha. Con này full carbon máy còn đẹp quá trời. Gas fear là carbon, carbon composite luôn nha. Đó, mô bên sóng nha quý anh em. Máy rất đẹp luôn á, cực kỳ đẹp luôn á. Mà cước số 8 vô 250m nè, cước số 10 vô 210m nè. Máy rất đẹp. Nó chỉnh siết lại đây là cái này. Hàng nội địa Nhật luôn nha, full carbon. Đó, máy rất đẹp luôn á. Nó chỉ bị tem chỗ này thôi, chỗ này dán keo lại rồi ok là con máy rất đẹp luôn. Đẹp quá trời. Đổi tay trái phải được hết nha, mua bên sóng máy không lỗi lầm gì hết. Quay cực kỳ mượt luôn, máy chưa lắc chưa gì hết. Khá lóc gì lên rồi. Đó rồi, con này mã số 3 nha quý anh em, giá 1.3 triệu nha, dành cho anh em mình câu bạo lực. Con này về chân tủ cũng đẹp nữa, quá trời đẹp luôn, có 1.3 triệu. Rồi tiếp theo lên cho quý anh em mình một con máy chuyên quấn lục nha, con máy Daiwa Longcast GS 9000, con này size 9000 luôn nha, Daiwa GS 9000 Longcast chuyên cho anh em đánh lục nha nè, quấn lục quấn bạc bãi bờ biển. Con này hàng nội địa Nhật nè, da băng nè, con hàng Daiwa chính hãng. Thì con này nó bị mất một bên tem như thế này nha, nó có tem giống gì nè, bên này nó bị rớt mất rồi, vận chuyển về nó rớt mất rồi, kiếm không ra nha nè, mất một bên tem như thế này. 311 nó chuyên quấn lục, có nông mua bên sóng nha quý anh em. Con này mua bên sóng chuyên cho nên nó lục nha, giá rẻ mà hàng chất lượng Nhật nha. Mấy con này hồi xưa giá cao lắm, hồi xưa đâu có mấy con này nhiều đâu, lúc mà bùng đồ nó đỉnh điểm mấy con này phải giá rất cao luôn. Thông số cước là cước số 8 vô 250m, cước số 10 vô 200m nè. Mô bin sóng. Đổi tay trái phải được hết. Rồi, con này thì mã số 4 bán quý anh em mình giá 1.1 triệu cho anh em. Mã số 4 giá 1.1 triệu nha. Máy ngoại hình cũng còn đẹp, khá đẹp nè, 1.1 triệu số 4. Rồi, tiếp theo lên anh em mình con máy chiên lua nha. Con này hàng Daiwa, sản xuất tại nhà máy Việt Nam nè. Nhà máy Daiwa đặt tại Việt Nam. Có tên Việt Nam thấy không? Daiwa. 4 bậc đạn nè, 40 liên nè. Máy ngoại hình còn rất mới luôn, gần như là chưa sử dụng, chưa xây xác gì hết. Dòng đây qua Gigan 3000H nha, dòng đời mới. Đó, con này gần như chưa sử dụng luôn, em thấy còn mới chát, mới tinh tươm. Full dây PE nha anh em, full dây siêu bền này nha, đầy cối luôn, lời được cũng dây luôn nữa. Tuna bằng gắt đó nè, con này như rất lên tới 3kg, 5kg gì lận á. Đổi tay trái phải được hết nha. Thì con này gần như chưa sử dụng, size 3000. Thông số cước đây. Cước số 1.5 GB, 1.5 vô 300m, GB số 2 vô 250m. Rất đẹp ha. Rồi, con này mã số 5 bán với anh em mình giá 950, mã số 5. 950 nha. Rồi, tiếp theo lên cho anh em mình con máy siêu khủng, siêu bạo lực nha. Nội đồng cối đá. Daiwa Milonmax 9000. Máy huyền thoại nha. Anh em nào mà câu có bông lao đồ, cá tra, có bông lao, có dứa đồ, cột sông, cột biển thôi. Con máy này là huyền thoại nè. Con này xài ba bậc đạn Ratio 131 nè, bản Gold màu vàng. Ngày xưa Milonmax GS mấy con này xưa đâu có nhiều đâu. Mô bin sóng ha. Leo động mạnh nè. Đổi tay trái phải được hết. Quay cực kỳ mượt luôn. Con hàng nào đi Nhật nha. Anh em nào thích nội đồng có đá siêu bạo lực, siêu khỏe, cảo sông cảo hồ rồi đó lấy con này. Đó, con này mã số 6 giá có 1.2 triệu à, một con máy 1.2 triệu anh em câu thiên thu luôn. Còn bạo lực luôn. 1.2 triệu nha. Con này size thật nó tầm khoảng 9.000, size tầm khoảng 12.000 nha anh em. Size thật nó rơi tầm khoảng 12.000, to chà bá nè. Rồi, tiếp theo lên cho anh em mình con máy chiên câu bè câu tôm ha. Câu cá bè câu tôm, một con máy nói chung
hơi bị hiếm hơi bị hiếm hơi bị chất nha. Máy chuyên Ikeda nha. Con này cũng Daiwa. Daiwa XS66LB size 66, size nhỏ nha anh em, qua Hà Nội đi Nhật nè. Con Daiwa. Có tay thắng luôn nha, đặc biệt là xài tay trái nha mới ác. Đó. Xài tay thắng nha anh em. Con này giờ câu tôm nhấp nhử nha nè. Nói chung câu tôm thì câu tôm chứ anh em có bè cá 5 mấy ký, anh em có vô tư nha. Chúc em cho anh em xem nhông cốt ở trong. Còn anh em nào khi cảo cá lớn anh em muốn thích cảm giác thì bật qua chế độ này nha. Bây giờ đây nè. Đó nghe không? Nghe tiếng không? Đó. Nghe tiếng đã nha. Không thích thì anh em gạt qua xuống. Bỏ tiếng đó. Còn đây chế độ này nè. Nè, đây em phát cước ngược chiều này ha. Vì anh em gạt xuống đây một cái. Nó sẽ 2 chiều được nè. Đó, còn anh em muốn xả cho dây tự do anh em bấm nút bên đây nè. Đây nè, đúng chưa? Đó là nó quay tự do nè. Nè, hợp chất anh em thấy không? Trên những cái dây đồng hồ mới có nha, stainless nè, nó hợp kim thấy chưa? Máy xịn sò lắm, cho anh em coi nhông cốt qua trong. Cốt to chà bá nha. Đặc biệt con này xài tay trái nha anh em. Lưu ý nha, con này tay trái nha, và có tay thắng nha. Rồi, con này thì mã số con này nhỏ nha anh em, size nhỏ nha. Rất hiếm, cực kỳ hiếm luôn á, chưa chắc gì anh em kiếm được con thứ hai đâu. Con này mã số 7 bán nguyên anh em mình giá 900 ngàn nha anh em. Mã số 7 giá 900. Mã số 7 900 nghìn mã số 7. Rồi, tiếp theo lên cho quý anh em mình là con máy Shimano Airless 6000. Airless RT XT 6000 nha. Con này hàng Shimano chính hãng nè. Con một màu rất đẹp, rất sáng. Airless 6000. Trung ngoại hình cũng còn tương đối đẹp, nó có xây sát nhưng ngoại hình vẫn còn đẹp nè. Hai ba liên, hai bậc đạn. Con này về anh em câu cá sông nó có cái tra đồ á, im lắm. Câu sông, câu hồ, câu đập đồ. Đó, có xây sát nha anh em. Cước số 4 vô 250m, cước số 5 vô 200m, cước số 6 vô 150m. Con này hàng cũng Malaysia luôn ha, sản xuất tại Malaysia và xuất cho thị trường Nhật. Mô bin sống. Motor mạnh. Đổi tay trái phải được hết. Máy hoạt động ngon lành luôn. Rồi, con này mã số 8 nha, bán với anh em mình giá còn 1,1 triệu à. 1,1 triệu sở hữu một máy Shimano chính hãng size 6000 nha. Em thấy mấy anh em khác bán cái dòng này phải 1,6 triệu, 1,8 triệu nha, tùy mỗi người bán. Em sẽ bán 1,1 triệu nha. Không lỗi lầm bao, lỗi lầm từng chi tiết. Rồi, tiếp theo lên anh em mình một con máy Shimano. Đây, những anh em sưu tầm đầu cổ thì không bỏ con này nha. Amberjack. Dòng Shimano Amberjack ha. Radio 311 nè. Xài bạc đạn không biết bao nhiêu bạc đạn nha. Thường thường mấy con này nó có cái size to không à. Mấy con 7000 nó không thấy nè, thường thường thấy 9000. Đại đa số là 9000, sao lần này nó về sót một con 7000 nè. Thì anh em nào sẽ bột sưu tập vô có con 7000 thì nhanh tay ha. Thứ nhất là nó đẹp và tiết qua dân kinh cối nè. Thứ hai nhông cốt khỏe, câu bạo lực. Cước số 10 vô 220m, cước số 8 250m nè. Chính hãng Shimano nội địa Nhật nha, hết đơn gia băng nè. Hoạt động ngon lành. Mô bên 6 nha. Con này size 7000, con này mã số 9, bán với anh em giá 1 triệu rồi nha. Giá 1 triệu cho anh em vừa chơi sưu tầm. Thì anh em nào đã mua những dòng máy này rồi sẽ biết nha, giá cực kỳ cao ha, 2 triệu mấy một con. Em bán 1 triệu thôi, ngoại hình con này nó không được mướt lắm.
Em bán giá 1 triệu nha. Rồi tiếp theo em chuyển qua cần nha quý anh em. Rồi, em chuyển qua video cần ha. Máy thì nhiêu đó anh em này chốt thì chốt qua Zalo số điện thoại nha. Tiếp theo lên cho anh em mình một cái cần 3 khúc. Cây này hàng Daiwa nội địa Nhật nha, hàng phíp đỏ nha anh em. Phíp đỏ nhưng mà rất chất lượng nha. Đó, cứng, bạo lực. Bắt máy nè, bắt máy anh em thấy là nó chưa lột tem nữa nè, là biết cây này ít sử dụng ha nè. Nó còn mang co chưa cắm vô là biết cây này chưa sử dụng rồi nè. Đó. Đó là cây này chưa sử dụng nè, hàng Daiwa, chính hãng nội địa Nhật luôn. Chất liệu là phíp đỏ nha, 3 khúc 3 mét. Đó, 3 khúc 3 mét, cây này độ cứng tầm khoảng 80 nha anh em. Đó, 80 tất cả là khoen theo hãng hết, khoen Fuji theo hãng hết ha. Đó. Vẫn có xây xét là do vận chuyển về nha, còn hàng thì chưa xuống nước, chưa hạ thủy. 3 khúc 3 mét, độ cứng tầm khoảng 80 đến 100 nha anh em. Đúng rồi, cứng khoảng 80 đến 100, 3 khúc cho anh em coi bạo lực nha. Chất lượng luôn, giá cực kỳ thơm, được bao ship nữa chứ, tất cả đơn hàng hôm nay đều được bao ship hết. Cân nặng là 555 g. Ngọn 2 ly. Rồi cây này mã số 10 bán quý anh em mình có 500.000 thôi, 500.000 mà được bao ship ha, mã số 10. Không mua thì mua cây nào đấy. Tiếp theo lên cho anh em mình một cái cần dây trong 3 khúc ha. Tactic Enjoy, cây này hãng của Nhật nhưng mà sản xuất tại China nha anh em. Họ đưa lóc. Nè, cái này được cái cụm nữa ha. Cái cụm nó gắn kèm theo cần nên nó để luôn nha. Anh em có thể mua cái cụm này mua rồi khoảng 150 cái cụm nữa. Thì anh em ở vùng biển câu trên bè trên thuyền sẽ biết nha. Cái cầm này cầm của Nhật. Đính kèm như này nó bán kèm luôn nha. Bắt máy Fuji nè, độ cứng 53 khúc, 3 mét. Isder hay carbon, carbon đời cao. Cây nó có ngoại hình còn đẹp, carbon xoắn gân nè. Nó chỉ mấy đầu rinh này nó đóng ten thôi. Ha, đầu bu đồ đầy đủ hết, luồng dây trong 3 khúc 3 mét. Carbon ha, về cho anh em câu biển câu những địa hình phức tạp nó giới thiệu rồi đó. Chán thì mua bộ khoen vài chục ngàn gắn vô, câu vô tư luôn. 3 khúc 3 mét nha, cây cần ngoại hình đẹp. Rồi cân nặng tổng thể của nó là 480 g, tính luôn cái cùm nha, 480 g. Ngọn 2 ly mốt. Rồi cây này mã số 11 bán quý anh em mình giá 600.000. Rồi tiếp theo lên cho anh em mình cái cần rút nè. Anh em nào sẽ nhớ nhà theo dõi trước giờ mua hàng kênh em sẽ biết. Cây này nó giống như cây Daiwa Kenzaki gì đó, mà cái dòng mà dùng cần rút nè. Lúc trước em bán mấy cây mà anh em nào chưa mua kịp được mua cây này đến hơi nó hơi cũ một tí nha. Thì sẽ bán giá cũ, anh em nào muốn đẹp thì về anh em cũng mua chai BG7 á, ở lọt, chai mà xương bóng 2K có xe máy á, chai mấy chục ngàn anh em xịt lên anh em dặm lại là bóng hơi à. Tại cái phôi này là cái phôi xoắn gần, xoắn 2 da. Đó, cây này hơi cũ nha, cũng là bắt máy Fuji Daiwa tem vàng nè. Đó, qua tiết vô qua dân nè. Cây này hơi cũ một tí nha anh em. Khoen là khoen Fuji, một nùi khoen Fuji. Nó cái phôi đó nè, phóng gân hay da đó. Đây là phôi nó hơi cũ nha, thông số nè. Cây này nó dài 3m6, độ cứng là 20 nha, độ cứng 20 3m6. Nên muốn đẹp cứ mua về dặm lại là đẹp bóng ngợi luôn. Phóng gân hay da nè, cái đầu khoen dục keo lại, dục keo để em dán keo lại sau. Cái ngọn nó có bông tróc nước sơn, sơn bóng bên ngoài nha. Thì cây này nó hơi cũ thì nên là mua hay mua về dặm nước sơn lại. Rồi thông số chi tiết cây này cân nặng là 330 g. Ngọn 2 ly 2, thu gọn là 70 cm. Cây này mã số 12 bán quý anh em mình giá là 800.000, mã số 12 ha. Tiếp theo lên cho anh em mình cần tay ha. Anh em nào hỏi cần tay nào mà hơi cứng cứng nè, cần tay Nhật thì không có cứng đâu nha anh em, cứng dễ lắm là 4H thôi. Vượt cứng cũng vậy tầm 4H thôi. Nó trừ những cái cây phiên bản đặc biệt thôi nữa nó mới có 6-7H thôi, mà mấy giá cây đó thì giá trên trời không có giá dưới đất đâu. Đó thì anh em nào chơi cần Nhật thì không nên tìm bạo lực ha. Anh em nào cần bạo lực quýnh khỏe thì anh em cứ mua cần Đài Loan là mới bây giờ anh em chơi.
6H8H10H cũng có, còn cần nhật thì tầm 4H thôi là cứng lắm rồi. Đó, em gửi anh em cây này 5m4 cứng điều ha, cứng điều 5m4 nè. Cây này tầm khoảng 3H rưỡi, 4H thì hơi yếu một tí mà tầm khoảng 3H rưỡi, rút ra thẳng nha. Cây này 5m4, ngoại hình vẫn còn đẹp nè, vẫn có xước ố nhỏ nha anh em. Cây này được hay một cái là những cái đầu lóng nè anh em thấy không, nó có gợn một cái đầu lóng là của hãng thiết kế luôn nha, nó bắn lớp carbon luôn chứ phải chỉ đâu, nó chống nổ cần đầu lóng nè anh thấy không, đầu lóng nó dày hơn nè anh em nhìn kỹ thấy đấy anh thấy không. Cây này được cái là ngoại hình đẹp, nguyên bản nguyên zin, vẫn có sờn nhưng mà mờ lắm, tổng thể là cần đẹp nha. 5m4 mất nút đó, ngọn này chắc có tầm 1 ly, 0.8 một ly gì đó, cân nặng là 158 g, ngọn 0.8. Cây này mã số 13, giá 900.000 nha, cần tay. Rồi tiếp theo lên cho anh em mình một cái cần lục 3 khúc nha, cần lục cũng bạc bãi bờ biển 3 khúc. Cây này hàng đai qua chất liệu cũng là phíp đỏ luôn nè. Cái này cán gỗ nha, chùi để cắm xuống cát cũng sụm nè, bạc bãi nha, 3 khúc đang gặp, bắt máy bằng hợp kim không rỉ sét nè. Hàng đai qua cái này dài 4m2 nha, 3 khúc 4m2 dành cho anh em muốn bạc bãi đầu cứng 30 nha, bạc bãi biển, ngoại hình thì có xây sát, chất lượng hàng đang qua Nhật Bản đã qua sử dụng đó, cho nên quấn lục ha hoặc quấn bạc bãi bờ biển đâu thì dứt cây này giá cực kỳ yêu thương luôn. Ba khúc nha, cứng đầu cứng tầm 30 cần lục nha nè, nên bạc khoảng từng 40-50 mét là ok luôn. Cân nặng là 890 g, khoảng 3 ly 6. Rồi cây này thì mã số 14, giá 500.000, được bao ship nữa nha nè, ui luôn 500.000. Rồi tiếp theo lên cho anh em mình cái cần lục nha, cần lục cần sút hàng rút, cây này hàng carbon sắn nè, carbon sắn bắt máy Fuji tem vàng, thì mấy chỗ này nó có rộp nước sơn bóng beauty vài chỗ nè, không ảnh hưởng tới cần nha anh em. Carbon ở chỗ này cũng vậy, có những cái vết sờn nha, cái này không ảnh hưởng tới phôi nha anh em, nè sờn xương bóng thôi, nó gặp cái xương bóng lâu ngày thôi nè đó, này không phải vết xước nha, vết rộp nước sơn nha, chất lượng phôi được còn quá ok luôn. Nó dài 3m9 nha, phen là phen Fuji, tất cả được phen Fuji hết nè, phôi trong này nè, carbon xoắn vẫn có sờn có xước nhỏ mờ, ngoại hình tổng thể vẫn còn đẹp. Ngọn bông xoắn nha, cây này được cái độ cứng cao nha nè, cây độ cứng tầm khoảng 27-30 luôn nha, 39, nó không có ghi trên đây nhưng mà em test độ cứng thực tế á, nó tầm khoảng 27-30 cần lục á, và 39 nha. Hàng carbon, ngoại hình còn đẹp, cân nặng là 349 g, ngọn 2 ly 8. Rồi cây này thì mã số 15, bán quý anh em mình giá 500.000. Mã số 15 giá 500.000. Tiếp theo lên cho anh em một cái cần dây trong nha. Nó cần dây trong bữa trước em chia sẻ cho anh em rồi đó, người khác nó bán giá trên trời gì đâu, em bán gì đâu. Còn cái cần này nó bán 1 triệu mấy, 1 triệu 3, 1 triệu 4, 1 triệu 6, em bán nhiêu 500.000. Đó, hàng carbon nha anh em, HS nè, Daiwa Sea Frog, cứng 30 dài 2m7 cần rút nha, rút dây trong. Cây này hàng sản xuất tại Korea nè, sản xuất Korea và xuất ra thị trường Nhật, hàng Daiwa chính hãng, góc có dầu nước sơn ha, bắt máy Daiwa Fuji chính hãng, là cán mút và cao cấp mút mút cứng nha. Nó dây trong 2m7 bon xoắn, ngoại hình good nha, ngoại hình có ok, gặp bon xoắn cuồn cuộn luôn, cứng 30 2m7 cần rút dây trong, cân nặng là 266 g, ngọn 2 ly 4. Rồi cây này mã số 16, bán quý anh em mình giá là 500.000, mã số 16. Tiếp theo là cho anh em mình một cái cần ISO nha, cần ISO ngắn nè, ISO ngắn anh em hỏi 39-4m thì em cây này ha, số ngắn phôi nhỏ nè, chắc cả ngón giữa của em, nó cả ngón giữa rồi ha, hàng Shimano nè,
tem này, tem xuất Nhật nha nè, Shimano tem xuất Nhật bắt máy Fuji. Đây cái hàng Indo nha, sản xuất Indo, dòng Shimano Holiday HG 1.5, đọt 1.5 dài 4 mét nha. Nó dính keo thôi, lột con keo ra. Cây này về cho anh em câu câu đài, cái su biển, câu bè, fan cozy. Mọi hình mới chát luôn, mới tinh tươm luôn. Cây này mới chát, gần như là chưa sử dụng luôn, mới tinh tươm luôn ha. Nguyên zin nguyên bản, đọt 1.5 của ISO, dài 4 mét nha. Anh em hỏi nhanh nè, cây này nguyên zin nguyên bản nè, bóc mới chát luôn. Cân nặng là 130g, đọt là 1 ly 1. Rồi cây này mã số 17, bán với anh em mình giá là 800.000 nha. Mã số 17 800, còn luôn nắp chụp Fuji chính hãng của nó. Tiếp theo lên cho quý anh em mình một cái cần ISO, cũng là ISO ngắn nha. Nè, hãng Mizune, cái này hãng carbon, bắt máy Fuji, dài 3 mét nha nè, rò Bauer dài 3 mét, tem xuất Nhật đây, con nha, phen Fuji, phôi carbon xoắn nha. Ô, carbon xoắn ngọn này, ngọn carbon luôn nha nè, sơn trắng dạ quang nha. 3 mét ISO nha nè, cân nặng là 140g, ngọn 1 ly. Rồi cây này là mã số 18, giá 600.000 nhanh tay nha nè, nhanh tay được còn chậm tay người khác mua mất. Rồi tiếp theo lên cho anh em mình một ISO khoen lớn nha, ISO khoen lớn dòng đời mới, khoen Fuji đời mới luôn. Đó, cây này nút đít nó bị nhảy răng hay sao á, nó đổ ra thế này ha. Rồi về anh em dặn ra, anh em dặn lại ha, mài lại thì hàng về như thế nào bán như vậy ha, lưu ý nút đít ha, không lỗi gì hết. Tem này tem xuất Nhật nè, cây này hàng hãng của thằng đọc 4 x 5.3 nè, 4 5.3, mã code. Cây này sản xuất tại China nha nè, sản xuất China và xuất cho thị trường Nhật nha. Nó đọc 4 x 5.3, bắt máy Fuji hãng Sportline nha, bắt máy Fuji nè. Đó, ngoài hình đẹp nha nè, thiết kế cũng đẹp, nó còn bóng hới à. Fan Fuji nha, Spotlight nè, Fan Fuji đời mới. Thấy không, Fan Fuji đời mới nha, có dòng xứ nó cũng mảnh khảnh hơn nữa, mà nó bóng nhẫn hơn nữa ha, không phải dòng xứ xám, bóng xoắn nè. Còn xoắn nha, rồi thông số chi tiết cây này, đọt 4 dài 5.3, cân nặng là 415g, ngoại hình đẹp mới, ngọn 1 ly 3. Rồi cây này mã số 19, giá là 900.000, mã số 19. Tiếp theo lên với quý anh em mình một cái cần dây trong nha. Nó cần dây trong hàng carbon nè. Cái này nó có cũng có cái cùm gì nè, cho chuyên cho anh em câu trên bè trên thuyền nên biết ha. Em thì không gần. Cái cùm nó đính kèm theo cần như thế này luôn. Thì em để như thế này luôn ha. Đó, chắc sẽ có người sử cần cái này. Hàng đai qua đàng hoàng nha. Đó, rút dây trong nha em, cần rút dây trong, bắt máy Fuji cứng 50 dài 3.6 ha, 4 lóng, Interline, tem xuất Nhật đây, hàng carbon, khoen đồ đầy đủ nha, khoen xích luôn, carbon xoắn. Nó có vết sờn nha, sờn nhỏ nha, không ảnh hưởng đến phôi nha, sợ nó là bình thường thôi. Quấn xuống gần, bứt sờn đây,
Con to chà bá nè anh nè, 36 cứng 50. Rồi thông số chi tiết cái này luôn. Cân nặng là 346 gram. Ngọn 3 ly 7. Rồi, cây này thì mã số 20 giá 600.000. Tiếp theo lên cho anh em mình có cần hai khúc nha, hàng siêu bạo lực nha, mùa biển tới rồi. Đó, cây này hàng Nhật, cây này chất liệu là phíp đỏ nha, nhưng mà hàng này hàng thủ công nha anh em, hàng dựng thủ công của ông thợ Sakura, thì anh em có lên trên mạng anh em sạch Sakura nó ra ha. Phíp đỏ. Khoen khoen lá rồng rọc nha, rồng rọc đâu luôn nè. Siêu bạo lực. Đó, ông này là ông thợ dựng, ông thợ chuyên làm thủ công, thợ dựng của bên Nhật Bản ha. Ông dựng hàng chất lượng nổi tiếng, nó thành một thương hiệu Sakura luôn. Anh em sạch biết là những cần không làm đi, lên trên YouTube em sạch cái ha. Tất cả đều được phen còn rọc đôi hết nha. Siêu bạo lực, cây này độ cứng nó tầm khoảng 300 cho đến 500 nha. Nó không bị thông số mẹ mướt lượng nha. Cứng ngắt, cứng đơ, cứng còng luôn. Siêu bạo lực nha. 2m4, 2 khúc, cứng 300 đến 500. Siêu bạo lực nha, mùa biển tới rồi, dành cho anh em Phú Yên, Nha Trang, Khánh Hòa, Đà Nẵng đâu đó. Siêu bạo lực, câu máy điện Hàn Quốc đây này nè nha. Giá là đảm bảo không bao giờ anh em mua có. Đó. Giá có rẻ rề, giá có 950 cây này à, ngoại hình đẹp nữa. Đó, cây này rất nặng nha, dành quấn bạo lực nha nè. Nó nặng tới 1 kg rồi. Đột 4 ly 8. Khoen là khoen rồng rọc Fuji chính hãng nha. Cái này là không bị xét luôn á, anh em con nước biển nước mặn là vô tư. Nó cây này mã số 21 giá có 950 như nè, một cái giá 950 một cái cần anh em câu máy điện, câu bạo lực đâu. Không bao giờ mua có trừ hàng bãi. Tiếp theo lên cho anh em mình một cái cần lục 3 khúc nha. Đây, một cái cần lục 3 khúc. Có xây xác nha nè, ngoài hình có xây xác nè, có sờn được ha. Có sờn, có xây xác đâu. Kisu Master Cacotic. Độ cứng 27 dài 4m nha. Cái này hàng của Ryobi. Ryobi và sản xuất tại Korea và xuất thị trường Nhật nha, hàng Ryobi. Phen gặp Fuji nè. Gặp Fuji chân đen. Bắt máy Fuji nha. Đó, cây này nó không được mới cho lắm nha nè, không có vết sờn nha. Nè, những cái chân khoen thì nó rạn hết trơn rồi, không được đẹp nha, không ảnh hưởng hết, cứ ngắt à. Đó, do lâu ngày nó khô lúc keo bóng thôi. Không ảnh hưởng giữa khoen, khoen, chân khoen cứ ngắt à. Anh em giật dễ gì ra nữa. Ha. Thì cái cần mình ngoại hình như thế. Đầu cứng 27, dài 4m, đầu bu to chà bá, cần súp 3 khúc. Đó, dành cho anh em là quấn lục 3 khúc mà giá bình dân là lấy cây này nha. Khoen chân cao đàng hoàng này. Khoen gặp chân cao nha. 3 khúc hàng Ruby. Cân nặng là 480 g. Ngọn 3 ly 2. Rồi, cây này thì mã số 22 giá là 2.6 triệu nha anh em. Mã số 22. 2.6 triệu. Rồi tiếp theo lên cho anh em mình một cái ISO ha, một cái ISO khoen nhỏ hàng đây qua nội địa Nhật nè. Cái này xoắn hai da. Carbon Whisker xoắn hai da nha. Góc xoắn hai da luôn. Bắt máy Fuji. Xoắn ít hai da. Carbon Whisker, cây này hạ tay quấn mới sướng là độc 2 5m4 ha. Em có nhận hạ tay ISO nha em, 300.000 một cây. Tại vì cái này làm cực lắm anh em ơi, tháo khoen rồi ngồi chà đánh bóng rồi đi chỉ ngồi phơi keo 8 tiếng đồng hồ luôn nha. Công hạ một cây 300.000. Là khoen xích nha anh em, đầu bu xám nha. Đầu bu xám. Con mấy khoen này là khoen xích hết. Thôi nè, mới chát luôn. Vẫn có vết sờn nhỏ nha em, nè, sờn xước nhỏ nè. Tổng thể là cần đẹp nha, khô xoắn hai da, cây này đẹp lắm, hạ tay quấn sướng, cây này hạ tay mới vip nè, xoắn hai da, xoắn lên tới lỗ này luôn nha,
mới lắm, cây này mới nha, phôi mới lắm nha, phôi zin luôn, ngọn zin nó luôn nè, phôi zin, đọt zin đọt 2 ha, đọt 2 là 1m4. Thì anh em nào quấn hơi xô để đánh nó lên hạ tay đến cây này. Hàng nội địa Nhật, phôi nội địa Nhật nha, hàng đây qua nặng là 236g, ngọn 1 ly 1. Rồi cây này mã số 23, bán với anh em mình giá là 1.200.000 nha. Mã số 23 giá 1.200.000. Rồi tiếp theo là như đây mình lâu lắm mới gặp lại cây này nha nè. Một cây khoan lớn nha. Cây này hàng nè, cái đít cần nó còn chưa bọc bằng co nè, còn rất mới nha. Đây qua, đây qua Bower Mesh nha, Holder Lock Bower Mesh, hàng nội địa Nhật. Bắt máy nè, cứng 80 nha nè, độ cứng cao nha, cứng 80, dài 3m6, cần rút Bower Mesh, sóng 2 da đây. Phen là phen Fuji đá xám nha, phen chân đen, đầu bu hỗ trợ đầu bu xích nha, sóng 2 da nè, mới tinh tươm luôn, định vị khoen nè. Đừng bị lóng nè, mới cha, mấy cái này cũng vậy, con định vị khoen định vị lóng hết, cái ngọn mới mê nữa, đây cái ngọn định vị lục giác nè, sóng 2 da nha, bị lục giác đây. Rất mới vậy nè, 80 36, cần rút lâu lắm rồi mới về đường cây này. 372g, ngọn 2 ly 5. Rồi cây này mã số 24 giá 1.800.000 nha. Mã số 24 giá 1.800.000. Rồi tiếp theo lên cho anh em mình là một cây cần hai khúc nha, hai khúc carbon, cục carbon cán màu xám khói nha, bắt máy mút cắm xám khói, bắt máy Fuji carbon nè, 2m4, cây này hàng của Olympic nha, nè Mamiya Olympic, hàng sản xuất tại Korea, phải xuất cho thị trường Nhật, đem xuất Nhật nè, tất cả được phen Fuji, cây này ngọn tháp nha anh em, tháp dành cho anh em câu đầu cần nha, 2m4, độ cứng tầm khoảng 50, dành cho anh em câu đầu cần, ngọn cần đầu, thấy cây này khỏe lắm. Bế quá anh em đu lưu ghê vẫn được có bình thường nha, 2m4, 2 cúc đây, carbon, ngoại hình đẹp nha. Cân nặng là 288g, ngọn 1 ly 8. Mã số 25 giá là 750 nha, rẻ ghê, 750 bao ship luôn. Rồi tiếp theo lên cho anh em là cái sút lở, cái sút lở hàng carbon, sút lở nha, bắt máy Fuji 3m6, cây đầu cứng tầm khoảng 15 nha, 15-20, sút lở 3m6, khoan hãng, khoan xích hãng nha, khoan xích nhưng mà xích theo hãng chứ không phải xích của Fuji nha nè. Carbon mới chát, thơm mùi nước sơn luôn, mới lóng mới chát, 3m6. Mới chắc à, khoảng 36, nhỏ gọn nữa, sút lở nặng là 257g, nó rất nhẹ, ngọn 1 ly 6. Rồi cây này mã số 26 giá 700.000. Rồi tiếp theo lên cho anh em mình là một cái cần 3 khúc nha anh em, cần 3 khúc hàng carbon, cây này hàng cao cấp của Olympic nè, cái này là cán gỗ thịt nè, cái này là gỗ bần nó ghép vô nè, anh em nhìn anh biết hàng xịn này ha, cán gỗ bằng này là ít sử dụng lắm nè, nó còn mới gì, bắt máy Fuji carbon nè, thêm vàng, hàng Olympic nè, cái này hàng nội địa Nhật nha, cứng 50 36, 3 khúc ca long mắt có chữ ký trên này nữa nè, tất cả được phen Fuji hết. Cái chỗ này nó bung chỉ chỗ này nha nè, nó không ảnh hưởng gì nữa nha,
không có gì ảnh hưởng, không quan ngại gì hết, tất cả quen sức hết. Cái phôi này rất đồng nha anh em, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 17 cái fan full set nha anh em. Thì cần trang bị 17 cái fan full set nòng súng. Và khúc cũng là 13-36 nha. Cây này phôi dày, đầm tay, ngọn to, dẻo. 50 3 khúc 36. Rồi thông số chi tiết cây này. Cân nặng là 520 g. Ngọn 3 ly 6. Rồi cây này là mã số 27 giá 1,2 triệu nha anh em. Mã số 27 giá 1,2 triệu. Tiếp theo lên cho anh em mình một cái ISO nha, ISO hàng Shimano. Shimano đội đi Nhật nha, True Moral Test Today. Nè, tem vàng nội đi Nhật nha, carbon sẵn. Bắt máy Fuji. Đọt 2 dài 6m3 nha, anh em hỏi 6m3 thì em được cây Shimano chính hãng nè, carbon 6m3. Em thấy ảo còn 6m3 nhưng mà trên đây chiều dài thực tế là ghi 6m1 nha nè, nên có những cái nhiều khi anh em nói nó hụt nha, không phải nha, chiều dài thông số trên cần mà thực tế nó khác nè, 6m1 rõ ràng nè, dài 6m1 nè, trên cần ghi 6m3 nè, rõ ràng ha. Các con sắn tất cả đều được fan Fuji hết, fan Fuji hết. Rồi đây vừa sắn cuồn cuộn luôn. Cái này nó đi Nhật nha anh em, phone nó đi Nhật luôn. Anh em nào muốn hạ tay đến 6m3 bạo lực thì lấy phone này quýnh nè, khỏi sợ phản. Bón sắn nha. Đây, ngọn luôn nè. Ngọn to ha. Shimano chính hãng. Cây này thì cân nặng của nó là 346 g. Ngọn là 1 ly rưỡi. Rồi cây này thì mã số của nó là 28 giá 1 triệu nha. Số 28. Rồi tiếp theo lên cho anh em mình một cái cần zip máy đứng nha nè. Một cần zip máy đứng mùa biển tới rồi nè. Thì cái cây này đợt ông khách quen ông gửi ông bán giùm cho ông. Đợt trước ông bán 2,5 triệu mà đợt này kẹt tiền quá ông kêu bán đại cho ông 2 triệu đi. Thì em xin phép lên video lại ha. Lên video lại bán cái này giá 2 triệu. Cần zip máy đứng nha anh em. Anh em là đang cần zip mà giá phải chăng thì biết cái này. Bật máy Fuji nè. Những video trước anh em xem anh em có lên cái này rồi nha, giá 2,5 triệu đó, nhưng mà bây giờ ổng kẹt tiền quá ông bán giá 2 triệu. Cái này là sóng 2 da nè. Quen xích. Bu to nha, dành cho nên quýnh zip thông số thì không có nha nè, nó chỉ vậy thôi chân lùi lùi đó, không có thông số gì hết. Nhưng mà để em test độ nãy cho nè, rất cứng nha, này so với cần lua nó phải tầm H nha nè, nó như vậy. Thì chiều dài thực tế thì em đo theo ô gạch đây, gần 1m8 cho 1m75 hay nè, nói chung khoảng đó 1m75 á, ba ô gạch nó gần 1m75 ha. Ha, thì anh em đang cần zip thì lấy cái này trong tầm giá bán 2 triệu mà 29 nè. Cân nặng là 230 g. Ngọn 2 ly 3. Rồi cây này mã số 29 giá 2 triệu nha. Tiếp theo lên nha anh em mình cần lục nha. Cần lục. Thông số quá đẹp luôn, 34m25 nha. Cây này hàng hãng của thằng Alpha Tactical. Rồi Fighter 6 Sub 34m25, cây này hàng sản xuất Korea nha, và xuất cho thị trường Nhật, hãng của Nhật. Mới chát. Thông số quá đẹp luôn, 34m25. Máy Fuji, đèn xích, Alpha Tactical đây. Tất cả quen xích hết. Xích đẹp luôn đó. Thôi cũng mới chát rồi. Dính bụi dính sờn nhỏ này em, thôi bóng hơi sáng trưng mới chát.
Cái này mà có định vị lóng là đẹp luôn á. Cái này không có định vị, ngoại hình đẹp, phôi đẹp, thông số đẹp, giá đẹp luôn. Cân nặng của cây này là 470 g, ngọn 2.6 nha. Cây này một phen quá đẹp, phen mới chát. Đó. Rồi mã số 30, giá 2.4 triệu. Giá này không mua thì mua cây nào đây? 2.4 triệu mua thì biết mua cây nào? Tiếp theo lên cho anh em mình một cái cần máy ngang nha nè, cần máy ngang dạng cho anh em zipline đồ ha, cũng bay em zipline đồ, máy ngang cây này hàng hãng của Tiga carbon, bắt máy nè, thiết kế rất đẹp nha, bắt máy hãng khoen hãng hết. Chester Kawahagi 1m8, độ cứng 20-40 nha. Đó thì em sẽ tư vấn thêm cho anh em mình, cây này mình không có dùng để lua cá lóc được nha anh em, không chuyên lua lóc, không chuyên lua chẻ, mà dạng là cây này quýnh thuyên gì quýnh cá bè hơn nha anh em, nó thuyên về vì dít dần dít dưới đáy á, giống mình thả đứng trên bè trên thuyền đâu á, mình thả con mồi xuống dưới đáy á, thả sâu dưới đáy cái mình dít lên, nó cũng dạng như là con mực, một phần con mực một cần dít đáy vậy đó, dít lên. Đó, không không dành cho anh em mình dít câu lua nha, lưu ý giúp em, cây này máy ngang carbon, ngọn nhỏ nè, câu ngọn đầu cần rồi nè, có thể câu tôm đâu được, câu tôm câu mấy loại cá bè cá hanh đâu đó, táp đâu cây này nha, 1m8 hai khúc carbon, cứng 20-40, cân nặng là 125 g, ngoại hình đẹp, ngọn sơn dạ quang, ngọn 1.1. Rồi cây này mã số 31, giá 600 ngàn, số 31 giá 600. Rồi tiếp theo cây cuối cùng trong video hôm nay, gửi đến em mình một cái cần tay lóng ngắn nha. Cây này còn luôn cái bao rồi, bao bên ngoài rồi một cái bao da, rồi một cái cần ở bên trong, ngoại hình rất đẹp luôn, rất mới luôn, hàng made in Korea, sản xuất Korea, xuất từ vườn Nhật, sensor grip, ngoại hình đẹp nha nè, carbon bower, hãng của thằng Azus Sagawa gì nè, nó cứng đều 5.4, lóng ngắn, phụ kiện đầy đủ hết. Phôi bóng đẹp, nguyên zin nguyên bản hết, phôi bóng đẹp vẫn có sờn nha nè, sờn mà nhỏ mảnh khảnh lắm, cần thì voi đẹp rất đẹp luôn, nguyên zin nguyên bản, cứng đều thì cây này thực tế nó tầm khoảng 4h nha nè, lóng ngắn nha, nguyên bản 100%, đầy đủ phụ kiện hết. Cân nặng của nó là 206 g, ngọn là 0.6, thu gọn 55 cm. Cây là mã số 32, mã số cuối cùng trong video hôm nay, giá 700 ngàn nha anh em, 700 ngàn một cần nguyên zin nguyên bản, bỏ cốp xe bỏ ba lô đi câu ha. Đó thì hôm nay là tất cả những món hàng hôm nay, thì anh em là chốt đơn vui lòng chốt qua số điện thoại hoặc Zalo của em là 0919192035. Em chuyên nghiệp ha, lưu ý cọc giúp em 50 ngàn đầu năm rồi thì cọc giúp em để mình cái gì cũng may mắn trân tru hết nha quý anh em, và trừ trực tiếp vô cái tiền gốc, đặc biệt được bao ship nha. Đó thì anh em là chưa đăng ký kênh á, thì anh em là chưa đăng ký thì nhớ đăng ký ủng hộ tiếp em, đăng ký rồi thì nhớ bấm cái chuông theo dõi á, để khi em up video lên á anh em sẽ xem được trước, nó sẽ lựa được những mặt hàng mà mình thích trước ha. Nhiều khi anh em xem trễ không mua được cái mình có thì mình đợi phải lâu, hoặc nhiều khi không có để mua lại cái thứ hai nữa. Đó rồi, xin chào tất cả anh em mình ha, chúc anh em mình sức khỏe, may mắn và thành công, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.